Những loài vật có ngoại hình siêu kỳ lạ, ai nhìn cũng nghĩ là sản phẩm của Photoshop. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến con người có thể lai tạo ra những giống loài mới. Tuy nhiên cũng có những loài động vật hoàn toàn do tự nhiên sinh ra mà có lẽ bạn sẽ nghĩ chúng không có thật. 1. Rồng xanh. Loài rồng xanh còn có tên là ốc sên biển xanh hay có tên khoa học là Glaucus atlanticus này trông giống như một chiếc trâm cài áo. Loài động vật không xương sống chỉ dài 3cm này lại có một thực đơn quái đản. Nó ăn những động vật cực độc như sứ biển, đặc biệt là loài Portuguese manua, một loài được biết đến với chiến tích giết người và để lại những vết tích cực kỳ đau đớn. Loài này có thể đánh lừa kẻ thù bằng cách ngụy trang. Cơ thể chúng có những mảng màu xanh sáng và tối để giúp chúng ngụy trang được khi đang trôi nổi trên những con sóng đại dương. 2. Thằn lằn rồng. Còn được gọi là rồng lùn, chúng được tìm thấy gần đây trong một cuộc thám hiểm ở Nam Andes. Nó là một loài thằn lằn gỗ hoạt động vào ban ngày và thực sự nhìn giống như một con rồng tí hon. Ai lại không muốn có con vật này trong nhà chứ? 3. Tôm mantis. Tôm mantis không thực sự là một con tôm mà là loài giáp xác thuộc bộ tôm Stomatopoda. Chúng được biết đến với sự hung hãn và vũ khí sắc bén. Chiếc càng mạnh mẽ và sắc nhọn có thể làm đứt lìa ngón tay của con người hoặc làm vỡ kính nuôi cá chỉ bằng một cú tấn công. Loài này được tìm thấy nhiều ở những vùng biển nhiệt đới. Kỳ lạ hơn nữa, mỗi mắt của con tôm mantis được chia làm 3 phần, giúp chúng có thể quan sát 3 phần của đối tượng bằng một con mắt. Ngay cả khi chúng bị mất một mắt thì vẫn có thể quan sát tốt như một con người có đủ 2 mắt. Mantis xứng đáng được mệnh danh là siêu tôm. 4. Nhện rùa cam. Với những người thích vật nuôi nhỏ bé, con bọ nhiều màu sắc này có thể là lựa chọn thích hợp. Chúng thường sống ở lưu vực sông Amazon ở Ecuador, Peru và Brazil. Năm, gấu mèo đỏ. Gấu mèo rất đáng yêu, đôi khi chúng được còn gọi là gấu trúc nhỏ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chú gấu và một con mèo. Tuy nhiên, loài động vật này khá nguy hiểm và nuôi chúng trong nhà là việc làm khá liều lĩnh. 6. Cá vượt xanh. Ai lại không muốn nuôi chú cá mặt cười này chứ? Vấn đề duy nhất bạn cần cân nhắc là khi lớn lên chúng dài 1,2m và nặng khoảng 9kg. Vì vậy, bạn cần một cái bể cá lớn. 7. Thỏ Eubica. Thỏ ma thuật hay còn gọi là Eubicus có tên khoa học là Orchotus eulysis. Loài vật này sống ở các lỗ đá, độ cao từ 2.800 đến 4.000m. Chúng thích sống trên các cao nguyên cực lạnh và ăn các loài thảo mộc. Có lẽ ai cũng mong muốn được nuôi một chú thỏ thời thơ ấu, nhưng nó chắc chắn không phải là động vật bé nhỏ này. Eubica là một loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nó trông giống như một con thỏ với đôi tai ngắn, nhưng nó không liên quan gì đến thỏ hoặc họ hàng của chúng. Eubica thực sự rất nhỏ, chỉ khoảng 250 gram và có đốm đỏ trên trán và cổ. 8. Rồng gai. Các fan của bộ MV Pokemon chắc không khỏi giật mình khi trông thấy bức ảnh này. Tuy nhiên, đây là sinh vật có thật với cái tên rồng gai, Tur Dragon, một loài thằn lằn sống tại các sa mạc châu Úc. Do thời tiết khô cằn và khắc nghiệt quanh năm nên bộ da của chúng đã tiến hóa thành lớp vảy cứng để hạn chế mất nước cho cơ thể, đồng thời để bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Thằn lằn rồng thích ăn kiến. Khi bị tấn công, chúng tìm cách tự vệ bằng cách cuộn thân mình lại như một quả bóng gai và lăn xả vào kẻ thù. 9. Quốc ca. Giống như loài thú có túi khác trong họ Mastrobody như một con chuột túi và kangaroo chân to, quốc ca là một loài động vật cỏ và chủ yếu sinh hoạt về đêm. Loài động vật này rất được du khách yêu thích do có khuôn mặt lém lỉnh và rất dễ gần. Quốc ca có thể được tìm thấy trên một số đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Tây Úc, đặc biệt ở đảo Rosnet ngay ngoài khơi Bass và đảo Bass Albany. 10. Rắn tí hon. Barbados tree snake là danh pháp khoa học của loài rắn nhỏ nhất trên thế giới. Chúng có thể nằm với tư thế cuộn tròn trên đồng 25 xu của Mỹ. Con rắn trưởng thành có chiều dài chưa đến 10cm, còn chiều rộng chỉ bằng khoảng một sợi mì spaghetti.
Đây là một loài động vật đặc hữu của đảo Barbados thuộc vùng biển Caribe. Người ta còn gọi chúng là rắn bị Barbados. Có rất nhiều người trên thế giới thích những con vật máu lạnh. Đối với họ, những con rắn nhỏ bé này sẽ hoàn hảo. Về cơ bản, rắn con cũng là một đứa trẻ và chúng độc đáo và khá đáng yêu theo cách riêng của mình. 11. Heo cảnh. Heo siêu nhỏ, heo mini hay microbic là một giống heo được phát triển để phục vụ cho mục đích nuôi làm thú cưng. Chúng được phát triển lần đầu tiên ở Canada nhưng lại thông dụng ở châu Âu. Đặc điểm của chúng là giống heo đẹp với kích cỡ của một chú chó nhỏ. Tính tình thân thiện, quấn quýt bên chủ. Mỗi con heo đẹp có giá gần khoảng 700 bảng Anh. Chúng là một loài vật nuôi có kích thước nhỏ và ngoại hình dễ thương. Các chú heo này cần được cho ăn và vận động hàng ngày. Chúng rất quấn quýt với chủ và không ồn ào như chó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!